Giá lúa gạo hôm nay ngày 10 tháng 6 năm 2024, giá lúa giao động 7.400, 8.000 đồng 1 kg giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long xu hướng đi ngang với cả lúa và gạo. Cụ thể, theo cập nhật từ tỉnh An Giang, các giống lúa hôm nay không biến động. Trong đó, lúa IR 50.404 giá giao động quanh mốc 7.400, 7.500 đồng 1 kg, nếp Long An, khô ở mức 9.500.

7.700 đồng 1 kg và lúa nàng nhen, khô, ở mức 20.000 đồng 1 kg, nếp đùng 3 tháng, khô, 8.800, 9.000 đồng 1 kg. Cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận không có điều chỉnh. Cụ thể, nếp Long An, khô, đi ngang vẫn có giá bán dao động khoảng 9.500, 9.700 đồng 1 kg. Mặt khác, nếp 3 tháng, tươi, và nếp Long An, tươi, tiếp tục ổn định trong ngày hôm nay. Tại thị trường gạo, giá gạo hôm nay có xu hướng đi ngang. Trong đó, gạo thường được các thương lái thu mua với mức giá khoảng 17.000, 18.000 đồng một kg. Song, các mặt hàng gạo khác giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua, thị trường cám tiếp tục ổn định giao dịch trong khoảng giá từ 9.000 đồng một kg, 10.000 đồng một kg. Quảng cáo. Tương tự, giá gạo các loại hôm nay cũng đi ngang sau phiên điều chỉnh hôm qua. Giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 11.050, 11.150 đồng 1 kg. Với mặt hàng phụ phẩm hôm nay không biến động. Hiện giá cám khô có giá ở mức 7.350, 7.450 đồng 1 kg. Theo đó, giá tấm IR504 duy trì ổn định ở mức 10.100, 10.200 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo không có điều chỉnh. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng 1 kg, gạo jasmine 18.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng 1 kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốt 17.000, 18.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 20.000, 21.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 18.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 17.000. 19.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá 18.500 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Ghi nhận thị trường gạo hôm nay sức mua vừa phải, giao dịch chậm, giá ít biến động, kho mua vào chậm, nguồn về ít, chất lượng gạo mới xấu, khó bán, ít gạo đẹp. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định. Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, VFA